các bạn. Qua 30/4 đi cáp mới mạnh. Qua 30/4 1 năm cáp mới mạnh, Facebook mới mạnh. Lúc nào cũng vậy á. Năm nào cũng vậy. Năm nào cũng vậy, đừng có nói cái gì hết á. Thôi. Của chuyện của người ta, kệ người ta đi, năm nào cũng đứt cáp vậy đó. Chuyện chính trị mà. Ừ. Sợ nước ngoài xuyên tạc. Ừ. Sao mình coi tin nước ngoài đâu được đâu. Chuyện của chính trị của người ta.
làm gì nữa? Từ từ đây, từ từ đây, tắt đang làm bài. Đang làm bài á, làm đi.